Chiều ngày 8 tháng 10 tại huyện Ngọc Lặc đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Đức Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đức Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Về phía huyện Ngọc Lặc có các đồng chí Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Hà Ngọc Sơn, Phó trưởng phòng Tổng hợp Kế hoạch, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử để Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện phụ trách kinh tế nhiệm kỳ 2016-2021-2021-2026. Đồng chí Đặng Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử để Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện phụ trách nông lâm nghiệp nhiệm kỳ 2016-2021-2021-2026. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lê Đức Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khẳng định, nhiệm vụ cho các đồng chí Hà Ngọc Sơn, Đặng Văn Quang là những cán bộ trẻ có năng lực, được đào tạo cơ bản, thể hiện được năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, luôn giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tin tưởng và mong muốn các đồng chí Hà Ngọc Sơn, Đặng Văn Quang sau khi nhận nhiệm vụ mới, nhanh chóng tiếp cận, hòa nhập với môi trường công tác mới, tiếp tục phát huy năng lực, ra sức học tập rèn luyện, cống hiến trí tuệ của mình để cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức triển khai thực hiện, đưa nghị quyết Đảng bộ huyện Ngọc Lặc khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, phấn đấu đến năm 2025, huyện về đích nông thôn mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hà Ngọc Sơn và đồng chí Đặng Văn Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời bày tỏ đây vừa là niềm vinh dự tự hào và xác định rõ nhiệm vụ của bản thân trên cương vị công tác mới, sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, phấn đấu làm việc và cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển của huyện.